Huyện Côn Đảo có hơn 6.300 hectare rừng với đa dạng các loại động thực vật, trong đó có những loài nguy cấp quý hiếm, đặc hữu có giá trị cao về bảo tồn nguồn gen. Rừng Côn Đảo còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng hộ an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với nỗ lực của các cấp chính quyền và ngành chức năng, mùa khô năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo không xảy ra cháy rừng. Đây là thông tin được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Côn Đảo nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022 và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023. Nâng cao ý thức bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2021-2022, huyện Côn Đảo tuyên truyền cho người dân, du khách về các quy định bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Huyện cũng thực hiện 44 hectare đường băng cản lửa, triển khai lắp đặt 150 biển báo cấm lửa, bổ sung nước ngọt vào các hồ chứa nước, thường xuyên thu gom vật liệu cháy trong rừng. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm và nhân viên trực phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ trực thông tin 24/24. Nhờ đó kết thúc mùa khô 2021-2022, huyện Côn Đảo không xảy ra cháy rừng. Tại hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Côn Đảo đã ký cam kết bảo vệ rừng với các khu dân cư trên địa bàn huyện. Dịp này, có một tập thể và hai cá nhân được nhận giấy khen của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, hai tập thể và bảy cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2021-2022.